sử dụng một trong những phương thức được hỗ trợ sau đây để nhập ví của bạn vào TomoDex. Sau khi đăng nhập ví thành công, chọn thẻ Portfolio ở góc trái màn hình và xem số dư của bạn. Tỷ lệ tài sản thế chấp là 150% tổng giá trị vay. Để thế chấp các loại token khác ngoài Tomo, chọn nút Deposit để chuyển qua Tomo Bridge, cổng chuyển đổi đa chuỗi giữa Tomo Chain và các blockchain khác. Chọn thẻ Lending ở thanh công cụ bên trái màn hình. Sau đó chọn cặp token mà bạn muốn vay, cũng như thời hạn vay. TomoDex hiện chỉ hỗ trợ vay USDT với các kỳ hạn 1 ngày, 7 ngày, 30 ngày và 90 ngày. Điền thông tin chi tiết về giao dịch vay, bao gồm số lượng token mà bạn muốn vay, lãi suất mà bạn sẵn sàng chi trả, loại tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay. Kiểm tra kỹ các thông tin và chọn Borrow. Khi lệnh vay của bạn được khớp, tài sản thế chấp sẽ tự động được khóa trong một địa chỉ không có private key. Bạn có thể tìm thấy tất cả các yêu cầu chưa được khớp lệnh tại thẻ Open và lệnh đã được khớp ở thẻ Open Contract và token của bạn ở thẻ Fund. TomoDex hỗ trợ tính năng tự động nạp tiền. Tài sản thế chấp sẽ được nạp từ ví của bạn nếu đủ số dư khi giá trị tài sản thế chấp giảm xuống 110% tổng số nợ. Để nạp tiền một cách thủ công, mở tab Open Contract, chọn khoản nợ mà bạn muốn nạp, mở menu và chọn Top Up. Vui lòng điền và kiểm tra kỹ tất cả các thông tin trước khi xác nhận việc nạp tiền. TomoDex hỗ trợ tính năng tự động thu hồi. Tài sản thế chấp sẽ được thu hồi dưới dạng số tiền vào ví của bạn khi giá thị trường của tài sản thế chấp tăng trên 200% so với giá thanh lý. TomoDex hỗ trợ tính năng trả nợ tự động. Ở chế độ mặc định, nếu số dư của bạn đủ, khoản vay sẽ được tự động trả cho người cho vay khi tới thời điểm đáo hạn. Nếu bạn không trả nợ đúng hạn, khoản phạt 10% tổng giá trị vay sẽ được áp dụng, có nghĩa là người cho vay sẽ nhận được 110% giá trị khoản nợ cộng với phần lãi suất tương ứng dựa trên giá trị tài sản thế chấp. Nếu bạn muốn trả nợ sớm hơn thời hạn, ngoài lãi suất thông thường mà bạn phải trả khi đến hạn, bạn sẽ phải thanh toán một khoản phí phạt bằng một nửa lãi suất phải trả khi tới ngày đáo hạn vay. Chọn thẻ Open Contract. Chọn khoản vay mà bạn muốn trả. Mở menu và chọn Repay. Vui lòng kiểm tra kỹ các thông tin trước khi xác nhận trả nợ. Khi khoản nợ được thanh toán, tài sản thế chấp sẽ được gửi vào địa chỉ ví của bạn. Bạn có thể tìm thấy tất cả các khoản nợ đã thanh toán ở thẻ Close Contract.